Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả vẫn giữ làn sóng để theo dõi chương trình tin tức trong ngày hôm nay cùng với lại chúng tôi. Tiếp theo đây là phần tin thế giới. Trước khi chúng tôi bước vào các bản tin chi tiết, Việt Vision TV có một thông báo rất vui dành cho tất cả quý khán thính giả. Bắt đầu từ hôm nay, Việt Vision TV có mặt trên tất cả các hệ thống TV thông minh Smart TV. Quý vị xem hoàn toàn miễn phí, không cần antenna, không cần gắn hộp TV tất cả các loại tivi thông minh hiệu Samsung, LG, Sony, Philips, TCL, Sharp, Hisense, Element, Insignia, Hitachi. Quý vị có thể cài đặt app VVTv xuống để xem chương trình tivi của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Xin trân trọng gửi đến quý vị thông báo này. Vẫn liên quan đến Trung Quốc, bản tin tiếp nối cho biết là một tai nạn sập một tòa nhà 6 tầng và nhiều người hiện nay vẫn đang bị mắc kẹt. Đài truyền hình CCTV của Trung Quốc đưa tin một tòa nhà 6 tầng tại quận Vọng Thành đã bất ngờ đổ sập vào trưa ngày 29 tháng 4. Bên trong tòa nhà này có một nhà hàng, một nhà nghỉ trọ và một nhà dạp chiếu phim. Các video được đăng trên mạng xã hội cho thấy là vụ sập nhà gây ra một cột bụi lớn bốc lên trên bầu trời và dưới mặt đất là những đống mảnh vụn kết cấu xây dựng dù nhà chức trách chưa nhận được báo cáo về con số thương vong cụ thể tuy nhiên mạng truyền hình cgtn đưa tin là có nhiều người bị mắc kẹt bên trong đống đổ nát và chiến dịch tìm kiếm cứu nạn đang được tiến hành khẩn cấp theo CCTV, lực lượng cứu hộ và phản ứng nhanh đã lập tức tới hiện trường để tham gia việc tìm kiếm các nạn nhân. Nhà chức trách cũng tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn và đánh giá thiệt hại ban đầu. Tai nạn sập nhà từng xảy ra nhiều lần tại Trung Quốc. Hồi tháng 1 vừa qua, một vụ nổ tình nghi do dò dỉ khí gas cũng đã khiến cho một tòa nhà thành phố Trùng Khánh và 12 người đã bị thiệt mạng trong tai nạn này. Hồi tháng 6, 2021, một vụ nổ khí ga tại trong một khu chung cư cũng khiến cho 25 người bị thiệt mạng tại Trung Quốc. Bản tin thời tiết tiếp nối trong chương trình cho biết là nắng nóng đang hoành hành ở các quốc gia Nam Á. Hàng triệu người hiện nay đang khổ sở với đợt nắng nóng sớm bất thường ở tại quốc gia Ấn Độ và Pakistan. Cái nóng càng kinh hoàng với việc bị mất điện, thiếu nước và cháy núi rác ở New Delhi mới đây. Theo lời của một người dân là bà Soumya Mera, một người nội trợ ở khu vực New Delhi của Ấn Độ cho biết, đây là lần đầu tiên mà tôi thấy thời tiết kinh khủng như vậy trong tháng 4. Thông thường thì thời tiết như vậy chỉ đến từ tháng 5 trở đi. Tình hình ngày càng tồi tệ với một đám cháy bãi rác ở New Delhi kéo dài 3 ngày qua, khiến cho nhiệt độ một số khu vực tăng lên tới 45 độ C và dự kiến sẽ còn nóng hơn nữa vào cuối tuần này. Các tiểu bang như Rajasthan, Gujarat và Andhra Pradesh của Ấn Độ mới đây đã phải cắt điện tại các nhà máy vì điện tiêu thụ từ máy điều hòa và quạt máy tăng lên một cách chóng mặt các nhà máy điện tại địa phương cũng lâm vào một tình trạng thiếu hụt than, nguồn cung cấp năng lượng chính của quốc gia 1.4 tỷ người dân này, đợt nắng nóng này dự kiến sẽ kéo dài trong những ngày sắp tới và cũng tương tự nắng nóng đang thiêu đốt nhiều khu vực ở quốc gia Pakistan, với nhiệt độ ở các vùng nông thôn tỉnh Sindhi lên tới 48 độ C trong ngày 27 tháng 4. Thông tấn xã IFP đã dẫn lời Bộ trưởng phụ trách biến đổi khí hậu của Pakistan là bà Sherry Redman bà nói rằng y tế công và nông nghiệp quốc gia sẽ phải đối mặt với các mối đe dọa nghiêm trọng vì nhiệt độ cực đoan trong năm nay. Các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu đã góp phần gây nên đợt nắng nóng bất thường tại Nam Á. Trước khi các hoạt động của con người làm gia tăng nhiệt độ trên toàn cầu, khả năng xảy ra nắng nóng trong tháng này chỉ một lần trong 50 năm. Nhưng bây giờ nó xảy ra thường xuyên hơn và nhiệt độ cao như vậy diễn ra cứ mỗi 4 năm là có một lần. Nga tuyên bố tịch thu tài sản Nga để bồi thường cho Ukraine là một việc bất hợp pháp thông tức xã reuters đưa tin điện cẩm linh cho biết đề xuất của tổng thống joe biden của hoa kỳ cho phép các cơ quan chức năng của mỹ thu giữ tài sản của nga và sử dụng tiền có được từ những hoạt động này để hỗ trợ cho ukraine sẽ bị coi là một hành vi chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp Tuyên bố trong ngày 29 tháng 4 này đã được đưa ra trong bối cảnh trước đó, Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu Quốc hội chi ra 33 tỷ Mỹ Kim để hỗ trợ cho Ukraine, đồng thời sẽ cho phép các cơ quan chức năng Hoa Kỳ thu giữ thêm tài sản của các nhà tài phiệt Nga, chuyển tiền mặt từ các tài sản tịch thu đó cho Ukraine và tiếp tục hình sự hóa về việc né các lệnh trừng phạt. Đề xuất này là một phần trong các nỗ lực mới của Hoa Kỳ nhằm tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với mặt tư khoa và giúp cho Ukraine khôi phục đất nước sau chiến dịch quân sự của Nga. Cho đến nay thì Hoa Kỳ đã trừng phạt và phong tỏa các máy bay du thuyền trị giá hơn 1 tỷ Mỹ Kim của các nhà tài phiệt và viên chức của Nga, hàng trăm triệu Mỹ Kim của giới tài phiệt Nga trong tài khoản ngân hàng ở Mỹ cũng đã bị đóng băng. Các quốc gia châu Âu hiện nay cũng đã đóng băng hơn 30 tỷ Mỹ Kim tài sản thuộc về giới tài phiệt của Nga. Trong số này có nhiều bất động sản, du thuyền, máy bay, trực thăng trị giá gần 7 tỷ Mỹ Kim. Thủ tướng Ukraine ông Denis Simgor cho biết là đang thảo luận với Hoa Kỳ về việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ tài chính cho Kiev. Ông Simigor cho biết Ukraine cần hỗ trợ tài chính khoảng 5 tỷ Mỹ Kim mỗi tháng và cho biết Quỹ tiền tệ quốc tế cùng với Ngân hàng Thế giới cũng đã đồng thuận với con số này. Sau qua bản tin từ Israel cho biết là phi trường Tel Aviv đã bị náo loạn vì phát hiện ra một vỏ đạn pháo trong túi của du khách. Thông đất xã Reuters đưa tin, phi trường Ben Gurion tại thủ đô Tel Aviv của Israel đã được đặt trong một tình trạng báo động sau khi một gia đình du khách dự định mang theo một cái vỏ đạn pháo về nước để làm kỷ niệm. Nguyên nhân là do một gia đình người Mỹ đã tìm thấy một mảnh vỏ đạn pháo khi đang tham quan cao nguyên Golan. Cao nguyên Golan là nơi diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt trong chiến tranh 6 ngày của năm 1967. Tàn tích của cuộc xung đột bao gồm mìn đất và dây thép gai nằm rải rác trong khu vực lực lượng quản lý phi trường đã công bố một bức ảnh về vật thể đã dỉ xét có vẻ giống như là một phần của đạn pháo đã được bọc trong một túi ni lông giới chức trách của israel cho biết khi họ đến cổng kiểm tra an ninh đã đưa ra mảnh đạn vì nó là vỏ đạn nên thông báo di tản khu vực đã được đưa ra người dùng mạng xã hội đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh tượng những người ở tại phi trường đã phải nằm yên trên sàn của phi trường vì lo sợ một vụ nổ có thể xảy ra sau khi loại trừ được mọi nguy hiểm về an ninh, du khách đã được phép trở lại phi trường. Gia đình người du khách nước Mỹ này cũng được phép lên máy bay trở về nước sau một cuộc điều tra ngắn. Tuy nhiên, họ không được phép mang theo vỏ đạn pháo này về cùng. Và tiếp theo đây là phần thông tin thương mại.